King Cloud Infinity, biểu tượng kiến trúc đương đại nơi cửa ngõ thành phố Thủ Đức. Sau khi hợp nhất 3 quận với tổng diện tích hơn 21.000 hectare và dân số 1,2 triệu người, thành phố Thủ Đức nhanh chóng vươn lên như một đô thị đổi mới sáng tạo. King Cloud Infinity, dự án bất động sản nổi bật tại vị trí đắt giá trên trục đường Võ Văn Ngân, hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng đương đại của thành phố mới. Công trình kiến trúc, biểu tượng của những đô thị hiện đại. Nhắc tới Paris, ai cũng nghĩa ngay tới tháp Eiffel lãng mạn. Kuala Lumpur nổi bật với tòa tháp đôi Pet trầu nớt, biểu tượng cho sự vươn lên mạnh mẽ của nền kinh tế Malaysia. Sydney gây ấn tượng bằng nhà hát con sò Sydney Opera House. Và bất cứ ai đến với Dubai đều mong muốn được tận mắt chiêm ngưỡng tòa tháp chọc trời Burj Khalifa. Được xây dựng vào những thời kỳ khác nhau, các công trình này là sự hợp hoàn hảo giữa kiến trúc độc đáo và nét văn hóa bản địa. Những công trình nổi trên còn đóng vai trò điểm nhấn nghệ thuật, tạo nên bản sắc độc đáo cho mỗi thành phố. Tại Việt Nam, xu hướng biến các tòa nhà cao tầng thành biểu tượng kiến trúc của đô thị cũng dần trở nên phổ biến hơn. Với sự xuất hiện các tòa nhà chọc trời như Bitexco, Landmark 81, các công trình căn hộ cũng không nằm ngoài xu hướng này. Giờ đây, bên cạnh việc tạo ra không gian sống chất lượng, chủ đầu tư còn muốn ghi dấu ấn bằng cách biến công trình trở thành biểu tượng mới của khu vực, thậm chí của cả thành phố. Dự án phức hợp thương mại và căn hộ hạng sang King Crown Infinity là một ví dụ điển hình được dự đoán sẽ trở thành biểu tượng mới của đô thị sáng tạo phía đông thành phố Hồ Chí Minh. King Crown Infinity, biểu tượng mới lấp lánh của thành phố sáng tạo. King Crown Infinity là kiệt tác phức hợp thương mại dịch vụ và chung cư hạng sang tọa lạc tại trung tâm thành phố Thủ Đức. Với thiết kế mới mẻ, lấy cảm hứng từ kiến trúc nhiệt đới đương đại, King Crown Infinity gây ấn tượng thị giác mạnh mẽ trên trục đường huyết mạch Võ Văn Ngân. Lấy cảm hứng từ trường phái kiến trúc giải tỏa kết cấu của nữ hoàng đường công Queen of Joker và Hờ Hà Đức, King Crown Infinity mang đến diện mạo đậm tính đương đại cho kiến trúc đô thị thành phố Thủ Đức. Sở hữu những đường công táo bạo, thiết kế của King Crown Infinity phá vỡ khuôn mẫu vuông vức thường thấy ở nhiều công trình trên thị trường. Một công trình kiến trúc đương đại được định nghĩa không chỉ bởi ngôn ngữ thiết kế mà còn ở yếu tố tương tác với cảnh quan, văn hóa và con người. King Crown Infinity đã làm rất tốt điều đó khi táo bạo đưa vào những điểm nhấn tương tác như phố đi bộ trong nhà tiên phong tại Việt Nam. Thông suốt và khép kín 5 tầng trung tâm thương mại khối đế của King Crown Infinity là sự kết hợp hài hòa giữa cây xanh, hồ cảnh quan và thác nước tựa như khu vườn treo trên không độc đáo. Trên diện tích hơn 14.000 m2, King Crown Infinity duy trì mật độ xây dựng thấp, dành phần lớn diện tích cho không gian cây xanh rộng lớn, đảm bảo nguyên tắc giảm thiểu bê tông hóa. Đáng chú ý, mật độ cây xanh tại dự án được tính toán theo cả phương ngang và trải dọc theo phương đứng. Các mảng xanh được đưa vào từng ngóc ngách trong khu căn hộ. Các tiện ích sống đẳng cấp như hồ bơi phong cách resort, phòng tập, nhà hàng, khu vực vui chơi, khu làm việc, vân vân cũng được khéo léo đan xen yếu tố xanh với thiết kế thông thoáng, mở ra trải nghiệm sống không giới hạn. King Crown Infinity đã được công nhận bởi nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực như Dove Property Việt Nam Award 2021 cho dự án phức hợp cao cấp có thiết kế kiến trúc đẹp nhất Việt Nam, Best Luxury Mid UA Architect chợ Design, Property Guru Việt Nam Property Award 2022 cho dự án phức hợp tốt nhất, Best Mid UD Development và thiết kế kiến trúc căn hộ chung cư cao cấp xuất sắc nhất, Best High End Condo Architecture Design. Không chỉ là một công trình kiến trúc hiện đại với sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế đương đại và yếu tố xanh, King Crown Infinity còn là biểu tượng cho sự phát triển và sáng tạo của thành phố Thủ Đức. Đại diện cho tinh thần thời đại, King Crown Infinity là minh chứng sống động cho sự phát triển không ngừng của một thành phố hiện đại, trẻ trung và đầy tiềm năng. Nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm thực tế, không gian sống cao cấp, chủ đầu tư dự án King Crown Infinity sẽ tổ chức sự kiện khai trương căn hộ mẫu vào ngày 2 tháng 10 năm 2024 tại Seoul Gallery, số 218 Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình bao gồm các hoạt động đặc sắc như nghi thức khai trương, tham quan nhà mẫu, biểu diễn nghệ thuật và bốc thăm may mắn với nhiều phần quà hấp dẫn. Dự án King Crown Infinity. King Crown Infinity là dự án bất động sản phức hợp chung cư hạng sang đầu tiên của BC Grand được The Accord quản lý. Dự án gồm hai tòa tháp cao 30 tầng Apollo và Artemis với 729 căn hộ cao cấp. BC Grand, Upcom, BCR là thành viên chủ chốt của tập đoàn đa ngành Bamboo Capital, HSI. BCG với hơn 70 công ty thành viên và liên kết. BCG Lan tập trung vào phân khúc bất động sản nhà ở đô thị, nghỉ dưỡng và khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực tiềm năng trên toàn quốc.
BCG Lan hướng đến mục tiêu nằm trong top 5 nhà phát triển uy tín nhất Việt Nam đến năm 2026. Loại hình sản phẩm: căn hộ 1PN, căn hộ 2PN, căn hộ 3PN, Sky Villa và Penthouse.